Woo! <tune sound> Mời quý khán giả theo dõi bản tin từ điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền yếu của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Cơ quan Giám sát Thương mại Toàn cầu hôm qua cho biết, Indonesia đã đệ đơn yêu cầu tham vấn lên tổ chức này nhằm chống lại việc Liên minh châu Âu áp dụng thuế nhập khẩu đối với axit béo. Trong hồ sơ yêu cầu tham vấn, giới chức Indonesia cho rằng các biện pháp của EU không phù hợp với các quy định của WTO. Các axit béo sử dụng dầu cọ làm nguyên liệu chính được tìm thấy trong cả các sản phẩm tiêu dùng như mỹ phẩm, thuốc và chất bôi trơn công nghiệp. Vào tháng 1 năm ngoái, EU thông báo sẽ bắt đầu áp dụng mức thuế từ 15,2% đến 46,4% đối với hàng nhập khẩu axit béo từ Indonesia mà họ cho rằng đang gây tổn hại cho ngành công nghiệp EU. Thông báo của EU khi đó có đoạn, Việc áp thuế sẽ giúp đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa axit béo nhập khẩu từ Indonesia và axit béo sản xuất trong EU. Trước thông báo của EU, Indonesia đã đưa ra yêu cầu tham vấn. Đây được coi là bước đầu tiên trong một vụ khiếu kiện chính thức tại WTO. Hội tham vấn sẽ cho cả hai bên khoảng 60 ngày để giải quyết những khác biệt trước khi hội đồng xét xử chính thức của WTO được thành lập. Bộ Tài chính Mỹ hôm qua cho biết thâm hụt ngân sách liên bang của nước này đã giảm mạnh trong tháng 1 xuống còn 22 tỷ đô la Mỹ, nguyên nhân chính được xác định là do các khoản thu đạt kỷ lục trong thời gian đó. Mức thâm hụt tháng 1 năm 2024 của Mỹ là 22 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn mức thâm hụt 39 tỷ đô la Mỹ của tháng 1 năm 2023. Chi tiêu trong tháng 1 của Mỹ tăng lên 3%, lên 499 tỷ đô la Mỹ, trong khi các khoản thu tăng 7%, lên 477 tỷ đô la Mỹ. Số tiền hoàn thuế cá nhân được khấu trừ từ biên lai trong tháng 1 thấp hơn 15 tỷ đô la Mỹ so với tháng 1 năm trước. Tuy nhiên, chi phí lãi vay của bộ tài chính đối với nợ công trong tháng 1 tăng 18 tỷ đô la Mỹ, tương đương 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng đầu năm tài chính hiện tại bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, chi phí lại vay tăng 96 tỷ đô la Mỹ, tương đương 37%, lên 357 tỷ đô la Mỹ, vượt xa chi phí dành cho chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và khuyết tật Medicare là 306 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 4 tháng, thâm hụt của Mỹ tăng 72 tỷ đô la Mỹ, tương đương 16% lên 532 tỷ đô la Mỹ do chi phí trả nợ quốc gia cũng như chi tiêu cho các chương trình an sinh xã hội, dịch vụ Medicare và quân sự đều tăng. Bộ Tài chính Mỹ cho biết cả khoản thu và chi đều đạt kỷ lục trong giai đoạn này, với khoản thu tăng 112 tỷ đô la Mỹ, tương đương 8% lên 1.585 tỷ đô la Mỹ và chi tiêu 184 tỷ đô la Mỹ tương đương 10% lên 2.117 tỷ đô la Mỹ. Viện West Park, Melbourne hôm nay công bố kết quả cuộc khảo sát cho thấy trong tháng 2 này, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Úc đã phục hồi lên mức cao nhất trong 20 tháng. Nguyên nhân là do lạm phát chậm lại đã làm tăng hy vọng lãi suất đã đạt đỉnh và thúc đẩy ý định chi tiêu của người dân. Theo kết quả khảo sát, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Úc đã tăng 6,2%, trong tháng 2 cao hơn so với tháng 1, thời điểm chỉ số này giảm 1,3%. Dù tăng nhưng chỉ số tâm lý vẫn chỉ đạt ở mức 86, và điều này cho thấy những người bi quan vẫn đồng hơn những người lạc quan. Ông Matthew Hassan, nhà kinh tế cấp cao tại Westpac, tập đoàn ngân hàng Úc cho biết, mặc dù tâm lý vẫn bi quan, nhưng cuối cùng dường như cũng có chút ánh sáng ở cuối đường hầm dành cho người tiêu dùng Úc. Việc kiểm soát lạm phát và thay đổi kỳ vọng về lãi suất dường như là yếu tố chính đằng sau việc nâng lãi suất. Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ người tiêu dùng kỳ vọng lãi suất thế chấp sẽ tăng trong 12 tháng tới đã giảm xuống 42%, từ mức 52% trong tháng 1 và 61% trong tháng 12 năm 2023. Điều này tác động lớn đến tâm lý của người tiêu dùng. Nhiều người đã tự hỏi liệu hiện tại có phải là thời điểm tốt để mua các mặt hàng gia dụng lớn hay không, dù giá các mặt hàng này đã tăng 11,3% trong tháng 2. Từ thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Quan Kuni hôm nay cho biết rủi ro liên quan đến nợ hộ gia đình và bất động sản của nước này vẫn tăng cao trong khi lạm phát vượt xa mục tiêu. Hôm nay, ông Hoàng bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm với tư cách là thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Phát biểu nhân sự kiện này, ông Hoàng cho biết, mặc dù có những dấu hiệu tích cực về lạm phát chậm lại và sự phục hồi kinh tế nhờ xuất khẩu, lạm phát vẫn vượt xa mục tiêu trong khi rủi ro liên quan đến nợ bất động sản và hộ gia đình vẫn còn. Ông Hoàng từng là Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế. Ông cũng có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Thế giới và Công ty Tài chính Hàn Quốc KP Capital. Theo giới quan sát, Ông Hoàng hiểu rõ rủi ro lãi suất cao hơn bất kỳ ai khác vì có kinh nghiệm xem xét rủi ro tài trợ dự án bất động sản tại công ty vốn. Chính phủ Pháp hôm qua cho biết sẽ tạm dừng chương trình trợ cấp cho những người thu nhập thấp thuê xe điện trong thời gian còn lại của năm 2024 với lý do nhu cầu đã vượt xa mức ước tính ban đầu của chính phủ. Nhằm thúc đẩy nhu cầu đối với xe điện, chính phủ Pháp đã vạch ra chương trình trợ cấp thuê xe điện dành cho những người có nhu cầu hàng năm dưới 15,400 euro. Theo chương trình này, các đối tượng nằm trong tiêu chuẩn có thể thuê xe điện với 100 đến 150 euro mỗi tháng, bắt đầu từ năm 2024, theo euro để cung cấp 20.000 hợp đồng thuê xe điện giá rẻ. Nhưng do nhu cầu tăng mạnh, chính phủ đã tăng con số đó lên 50.000 và sẽ tạm dừng chương trình sau khi không còn hợp đồng nào. Theo thống kê, đến hôm qua hạn ngạch đã hết. Chính phủ Pháp cho biết số hợp đồng không thể tăng thêm, một phần vì lượng xe đủ tiêu chuẩn để cho thuê còn hạn chế. Tính đến nay, các mẫu xe đủ điều kiện chỉ gồm 24 mẫu do tập đoàn Pháp Ý Stellantis sản xuất, 5 mẫu sản xuất ô tô Pháp Renault sản xuất và mẫu xe Model E của Tesla. Những xe này đáp ứng các giới hạn về lượng carbon được tạo ra trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Các nhóm tài xế ở Mỹ hôm qua cho biết hàng ngàn tài xế công nghệ của các nền tảng chia sẻ chuyến đi như Uber, Lyft và ứng dụng giao đồ ăn DoorDash dự kiến sẽ đình công trên khắp nước Mỹ vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Các tài xế hiện đình công với mong muốn được giới chủ trả lương công bằng. Ông Jonathan Perez, một tài xế ở thành phố Miami và là thành viên của liên minh công lý cho nhân viên ứng dụng, đại diện cho hơn 100.000 tài xế công nghệ. Cho biết đây sẽ là cuộc đình công lớn nhất mà ông từng chứng kiến với sự tham gia của hàng ngàn tài xế và sẽ diễn ra trên toàn nước Mỹ. Các cuộc đình công được lên kế hoạch trong bối cảnh ông Nicole Mori Chủ tịch hiệp hội Ride Share Driver United có trụ sở tại California cho biết sau một năm sử dụng thuật toán định giá, các tài xế đã nhận thấy lương của họ bị giảm với mức đáng kinh ngạc. Theo các dữ liệu vào năm 2023, tổng thu nhập trung bình hàng tháng của tài xế Uber giảm 17,1%. Ông San Juan Humray, một tài xế ở Dallas, Texas cho biết việc không trả cho tài xế mức lương đủ sống khiến họ hầu như không đủ khả năng chi trả cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Nhằm hạ nhiệt tình hình, hãng Lyft hôm qua tuyên bố sẽ nỗ lực không ngừng để cải thiện trải nghiệm của các tài xế trong môi trường làm việc. Trước đó, các tài xế đã cáo buộc các nền tảng lấy tiền hoa hồng ở mức cao và không hợp lý. Trong khi đó, Uber cho biết chỉ một số tài xế của họ tham gia vào các cuộc đình công, nên điều này ít gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo AI trên thị trường Mỹ đã khiến các nhà giao dịch quyền chọn, tức là các nhà giao dịch có quyền mà không có nghĩa vụ mua và bán tiếp tục đổ xô đặt cược vào hãng Arm Holdings. Cổ phiếu Arm Holdings đã tăng 80% kể từ thứ tư tuần trước sau khi công ty công bố báo cáo, trong đó dự báo kết quả hạn quý tốt hơn mong đợi nhờ nhu cầu về công nghệ thiết kế chip cho các tính năng AI tăng lên. Giá cổ phiếu tăng vọt đã kích thích giao dịch quyền chọn của nhà thiết kế chip Arm Holdings với khối lượng tăng vọt lên khoảng 490.000 hợp đồng mỗi ngày trong 3 phiên trung bình hàng ngày của các nhà giao dịch quyền chọn trong tháng trước. Phiên hôm qua, 600 hợp đồng ARM đã được đổi chủ vào 19h15 GMT với việc cổ phiếu tăng 20% ở mức 137,72 đô la Mỹ trong phiên. Những hợp đồng ARM được giao dịch tích cực nhất. Thưa quý vị, phiên hôm qua, các chỉ số chứng khoán toàn cầu ít thay đổi trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ dự kiến được công bố vào hôm nay. Theo giới phân tích, CPI có thể cung cấp manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Trước phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,09%, sau khi đạt mức ca kỷ lục trong ngày là 5.021,84 điểm, tuần trước S&P 500 lần đầu tiên đạt được trên 5.000 điểm, chỉ số Dow Jones phiên hôm qua tăng 0,33% và Nasdaq giảm 0,30%. Nhận định về phiên giao dịch hôm qua, chiến lược gia Matt Lucchini tại công ty tài chính Janney Montgomery Scott của Mỹ cho biết, đó là một ngày mà chúng tôi thấy một số vòng quay có lợi cho thị trường với hiệu suất vượt trội của các dịch vụ công nghệ và truyền thông. Tuần này, giới đầu tư chứng khoán Mỹ chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2024 sẽ công bố vào hôm nay và báo cáo chỉ số giá sản xuất của Mỹ dự kiến được công bố vào cuối tuần. Các nhà đầu tư cũng háo hức chờ báo cáo doanh số bán lẻ tháng 1 của Mỹ vào cuối năm. Ông Stephen Tanda, giám đốc điều hành tập đoàn Optar Mỹ cho biết, người tiêu dùng nước này đang ở trạng thái tốt, ông nói Chúng tôi nghĩ lạm phát rõ ràng đã giảm và người tiêu dùng đang ở trạng thái tốt vì các khoản thanh toán tiền lương thực sự khá cao, cao hơn đáng kể so với thời điểm trước đại dịch. Người tiêu dùng ở trạng thái được đánh giá là tốt cùng với nhiều tín hiệu tốt khác của nền kinh tế, khiến kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed tại cuộc họp tiếp theo giảm. Các thị trường đang định giá 84,5% khả năng lãi suất không thay đổi trong tháng 3. Ngoài ra khả năng giảm lãi suất ít nhất 0,25% trong tháng 5 đã giảm xuống 61% từ mức hơn 95% vào đầu năm nay. Dự báo đó càng được củng cố khi thống đốc cục dự trữ liên bang Mỹ Michael Broman cho biết bà không thấy việc cắt giảm lãi suất là phù hợp trong tương lai trước mắt. Bà nói: "Tôi không thấy điều đó trước mắt và tôi không muốn định tính những quyết định của chúng tôi có thể xảy ra trong năm nay, nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn về điều kiện kinh tế." Chứng khoán châu Á phiên hôm nay nhích lên với chỉ số rộng nhất của cổ phiếu châu Á Thái Bình Dương. Trừ Nhật Bản của MSCI tăng 0,15%, còn chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 1,7%. Thị trường tài chính Trung Quốc đại lục đóng cửa nghị tết nguyên đáng và sẽ tiếp tục giao dịch vào ngày 19 tháng 2. Giao dịch ở Hồng Kông sẽ tiếp tục vào ngày mai 14 tháng 2. Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai của dầu kết thúc trái chiều trong phiên hôm qua, chốt phiên dầu thô Mỹ tăng 8 sen lên mức 76,92 đô la Mỹ trên một thùng dầu thô giảm 19 cent xuống 82 đô la Mỹ trên một thùng. Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay tại New York giảm 0,02%, còn 2020,1 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng giao tháng 4 giảm 0,1% xuống 2037,2 đô la Mỹ một ounce. Trên thị trường tiền số, lần đầu tiên sau hơn 2 năm giá Bitcoin đạt mức 50.000 đô la Mỹ, như kỳ vọng về các giảm lãi suất vào cuối năm nay của việc tháng trước, cơ quan quản lý Mỹ đã chấp thuận phê duyệt các quỹ hoán đổi danh mục ETF. Giá Bitcoin đã tăng 16,3% từ đầu năm đến nay và chạm mức cao nhất vào hôm qua, lần đầu tiên kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2021. Theo đó, lúc 17 giờ 56 ngày 12 tháng 2, theo giờ GMT, giá Bitcoin đã tăng 4,96% trong ngày lên mức 49.899 đô la Mỹ. Trước đó, trong phiên Bitcoin dao động quanh mức 50.000 đô la Mỹ, ông Anthony Trenchard, đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo cho biết, 50.000 đô la Mỹ là một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin sau khi quỹ hoán đổi danh mục ra mắt vào tháng trước. Theo các nhà phân tích, động lực chính đằng sau sự tăng giá gần đây của Bitcoin có thể là do dòng vốn đổ vào các quỹ ECF đang ngày càng tăng mạnh. Cổ phiếu tiền điện tử cũng tăng mạnh vào hôm qua với sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase tăng 4,9% và cổ phiếu của các công ty khai thác tiền điện tử Riot Platform và Marathon Digital lần lượt là 10,8% và 11,9% cổ phiếu của công ty phần mềm MicroStrategy, một công ty đã đặt cược lớn vào việc thu mua Bitcoin, đã tăng 10,2%. Giá của Ether, loại tiền điện tử lớn thứ hai, cũng tăng 4,12% lên mức 2.607,57 đô la Mỹ trong phiên hôm qua. Thưa quý vị, vào ngày mai, người dân Indonesia sẽ đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Hoạt động này đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, vốn đã giúp doanh số nhiều mặt hàng tăng lên, đặc biệt là thuốc lá và cà phê. Đã hơn 4 tháng rồi, bà Rosalina không có thời gian để thư giãn vì bà rất bận rộn giám sát việc sản xuất thuốc lá tại nhà máy PT Musitka Tem Bakau, Indonesia của mình. Bất cứ khi nào cuộc bầu cử sắp đến gần, nhu cầu về thuốc lá đều tăng cao. Vì vậy, khi Indonesia hiện chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 2, bà Rosalina muốn đảm bảo rằng công ty có thể đáp ứng đủ nhu cầu. Bà Rosalina cho biết, nhu cầu bắt đầu tăng cho mùa vận động tranh cử và điều đó tiếp diễn trong vài tháng. Nhà máy của bà Rosalina đặt tại Sidoario, Đông Java, nơi sản xuất thuốc lá dưới các nhãn hiệu như Musica Orange và Musica Gold. Bà Rosalina nhận thấy nhu cầu về thuốc lá tăng khoảng 10% kể từ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái so với các tháng thông thường. Khi không phải mùa bầu cử, mỗi tuần công ty của bà sản xuất khoảng 400 thùng thuốc lá, nhưng hiện nay là khoảng 500 thùng, mỗi thùng có chứa khoảng 500 bao. Ông Adit Diwi Buchado, người đứng đầu phòng thương mại và công nghiệp trong Java, cho biết nhu cầu về các mặt hàng như thuốc lá tăng lên trong thời gian vận động tranh cử trước kỳ bầu cử và cả hậu bầu cử vì thường là vào những thời điểm đó có rất nhiều cuộc tụ họp ông Adis nói người Indonesia có thói quen tụ tập khi các ứng cử viên muốn quảng bá chương trình nghị sự của họ và một số thứ thường được phục vụ trong những cuộc tụ họp như vậy là thuốc lá ông Adis nói thêm một mặt hàng nữa cũng có doanh thu tăng đột biến đó là cà phê ông giải thích vì thuốc lá được tiêu thụ cùng với cà phê nếu bạn hút thuốc nhưng không uống cà phê cảm giác đó không ổn chút nào ông Devon megonoto giám đốc tiếp thị của pt tapa api global nhà sản xuất cà phê hòa tan hàng đầu của indonesia cũng hy vọng công ty sẽ thu lại được lợi nhuận từ cuộc bầu cử năm nay ông nói trong thời gian này chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ làm tăng mức tiêu thụ cà phê ở indonesia theo dữ liệu từ cơ quan hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt của Indonesia, khi chiến dịch bắt đầu từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, sản lượng thuốc lá trung bình đạt khoảng 29,6 tỷ điếu mỗi tháng. Con số này cao hơn so với cùng kỳ năm trước, với 24,36 tỷ điếu mỗi tháng. Và theo số liệu từ Bộ Đông nghiệp, trong năm bầu cử 2019, khoảng 335,54 tấn cà phê đã được tiêu thụ, cao hơn 21 tấn so với năm 2018. Con số của năm nay chưa được thống kê đầy đủ, nhưng theo các nhà kinh tế, doanh số cũng sẽ tăng không kém so với năm diễn ra của bầu cử trước. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế Thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.